Sáng ngày 24 tháng 7, tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo đã tới thắp hương tại Đài Tổ quốc ghi công và kiểm tra công tác chuẩn bị cho 2 ngày quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ các vị cố lãnh đạo đảng, nhà nước đang yên nghỉ trong Nghĩa trang Mai Dịch. Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng đoàn kiểm tra có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng Tô Ân Sô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo các đơn vị. Phần mộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nằm bên phải Đài Tổ quốc ghi công, sau phần mộ của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Nghị định 105-2012, Nghị định Chính phủ ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định các thành phần cán bộ cao cấp đủ tiêu chuẩn an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, đó là cán bộ thuộc Bộ Chính trị quản lý, lão thành cách mạng trước năm 1945 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất trở lên, các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh, các tướng lĩnh xuất sắc, anh hùng lực lượng vũ trang. Công tác chuẩn bị cho lễ quốc tang đang được gấp rút hoàn thiện. Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang, diễn ra trong 2 ngày 25 tháng 7 và 26 tháng 7. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.